Thì em sẽ làm cái event này cho iPhone, iPad, iWatch từ ngày 26 tháng 6 cho đến hết ngày mùng 1 tháng 6. Thì tất cả các mã máy sẽ đều được giảm giá. Thì hiện tại cụ thể các mã máy sẽ giảm giá như nào thì em nói, ví dụ như iPad này, iWatch là đều được giảm giá 400.000. iPad, Apple Watch đều được giảm giá 400.000 nhé. 6S, 6S Plus cũng được giảm giá là 400.000. iPhone 7 được giảm giá 400.000 nhưng iPhone 7 Plus chỉ được giảm giá 300 nhé. iPhone 8 được giảm giá 400.000 nhưng iPhone 8 Plus lại được giảm giá có 300.000. iPhone X được giảm giá 300.000. iPhone XR được giảm giá 300.000. iPhone XS được giảm giá 200. iPhone XS Max được giảm giá 200. Tất cả phụ kiện zin như cổ zin, tai zin, cáp zin đều được bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1. Giá sẽ giảm là cổ zin còn 150.000 này, cáp zin 150.000 này, tai zin là 350.000 và toàn bộ phụ kiện thường đồng giá là 30.000 nhé. Phụ kiện thường thì hiện tại em đã có loại cáp mới, cổ mới. Cáp của nó là dùng con chip E75 nhé. Nhiều người bảo đấy là cái nhiều cửa hàng nó cắm cái chip, cái cáp ấy và cái máy đo ấy, nó ghi chữ đấy là chip E75, cái chip gì thì không phải đâu. Cái chip E75 đấy các bạn có thể mua được rất nhiều. Không phải là phụ kiện gì. Không phải cứ chip E75 là phụ kiện gì nhé. Và cái phụ kiện hiện tại bên mình ấy là cái dây ấy là chip E75 nhé. Và giá của nó cũng là 30.000 thôi. Mình sẽ đọc lại nhé. iPad, Apple Watch được giảm giá 400. 6S, 6S Plus được giảm giá 400. iPhone 7 giảm giá 400.000. iPhone 7 Plus giảm giá 300.000. iPhone 8 giảm giá 400.000. 8 Plus giảm giá 300.000. iPhone X 300.000. iPhone XR giảm 300.000. iPhone XS giảm 200.000. iPhone XS Max giảm 200.000. Phụ kiện zin thì có cổ zin 150, cáp zin 150, tai zin 150. Phụ kiện thường thì đồng giá là 30.000 và cái cáp thường ấy, cáp thường nghĩa là cáp cao cấp bên mình ấy, nó đang sử dụng chip E75 nhé. Thì ở cái event này mình có một vài con máy, ví dụ như sau những cái dòng máy như cái 6S Plus 32GB này thì toàn là máy chưa qua sử dụng, mới có một lần sạc, hai lần sạc. Đó. 6S Plus 32GB. 64GB thì hiện tại cũng thế, nhưng 64GB đang hết hàng mất rồi, cái 64GB này còn rất là ít. Ví dụ như đây mình còn có hai con rồi. Nó một lần sạc nhưng nó chỉ có màu vàng, 64GB chỉ có màu vàng. Nhưng 32GB thì mình chỉ có màu đen trắng hồng, không có màu vàng nhé. iPhone XS thì hiển nhiên là sạc ít rồi. iPhone XS Max sạc ít rồi, iPhone XR sạc ít rồi. iPhone 8, 8 Plus. iPhone 8 Plus hiện tại có 8 Plus thì nó có màu đen, màu đỏ cũng đang sạc ít. Và iPhone 7, 3, 7 Plus 32GB thì hiện tại mình mới lọc ra được khoảng tầm 6, 7 con. Đây, nó sạc ít đây. Con này sạc 3 lần này, 4, 3 lần này. Có con sạc 86 lần nhưng pin còn 96% do nó để thời gian quá lâu. 194 lần pin 93%, 132 lần pin 100%, 133 lần pin 96%. Đó, mình lọc ra được những con này. Thì các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin vào số 084-554-6789. Mình có để cái số điện thoại đấy ở dưới. Các bạn nhắn tin để các bạn đặt hàng thoải mái. Cái 6S, ví dụ 6S, mình có cái 6S 32GB nhưng nó gần như là chỉ có một màu đấy, màu gray. Pin nó sạc ít nhưng do nó để quá lâu và có con máy còn bảo hành của hãng nhé. Nó để quá lâu, ví dụ đây sạc có 46 lần nhưng pin còn 98% này. Đó. Và đấy, ở đây thì mình nói là cái tháng 7 này nó sẽ là tháng kỷ niệm của mình. Tại vì mình đã được đổi sang một kho mới, được làm việc ở một kho mới và mình có phòng làm việc riêng. Hiện tại thì cái kho này nó chưa hoàn thiện. Đây, cho xem qua đây. Cái kho này nó chưa hoàn thiện. Đây là chỗ ngồi của tất cả mọi người đây. Đó, chỗ ngồi. Đây, phụ kiện vẫn đang xếp ở rổ các thứ đây. Chưa làm xong hết tất cả, nhưng mà sắp xong rồi. Đến tháng 7 là mình sẽ có một chỗ ngồi mới và phòng của mình sẽ ở phòng khác. Đó, phòng của mình sẽ ở bên kia. Đây, bên đối diện này. Đó, đây là phòng riêng của mình. Đó. Thì tháng 7 đến tháng 7 thì mình sẽ có nhiều thời gian mình ngồi hơn. Ví dụ như hiện tại những cái máy này về có máy trả lại, có máy, ví dụ như những con máy nó bị thay kính lưng, có con máy sửa main, có tất cả. Nhưng mà hiện tại đấy là mình không có thời gian mình quay, tại công việc mình quá bận, chứ không phải là mình không muốn quay. Thế nên là đấy là cái event này dành cho đến hết ngày mùng 1 tháng 7 nhé. Và bắt đầu kể từ ngày mùng 1 tháng 7 thì mình có thể ngồi mình bán hàng livestream liên tục được. Thế nhá.